thì mình thấy tốt. Thì trong lúc mà mình đang tham gia, mình sẽ mời 40 bạn vào tham gia. Ừ. À, lúc này chưa biết công ty luôn, chưa biết mặt công ty là sao luôn. À, nên lúc này vừa hết dịch, thì lúc này mình mới lên công ty. Là mình mới lên công ty và mình ở số phận đội ngũ mình lên công ty. Thì lúc này sếp thấy một đội ngũ mình có năng lực, thì sếp sẽ cho mở một nhánh riêng là Thịnh Phát, là khai trương từ ngày 20 tháng 10. Thì lúc này mình sẽ khai trương từ ngày 20 tháng 10 thì mình hứa với chủ tịch, thì mình sẽ cái mạng lưới của mình sẽ nhất định mình sẽ làm được, và mình sẽ dẫn dắt một đội ngũ mình sẽ làm được, và mình sẽ trở thành một người thành công, và một đội ngũ mình trở thành người thành công. Thì lúc này những đội ngũ mình đã vào làm việc và mình tập trung 100% để mình làm việc. Thì lúc này nếu mà mình kinh nghiệm về mình kinh nghiệm, thì nếu mà nói về kinh nghiệm ai cũng có kinh nghiệm á, nhưng mà mỗi người mỗi cá nhân có một kinh nghiệm khác nhau. Chẳng hạn như khách hàng của mình mình đăng sản phẩm là mình nói con này con bán rất bình phước á, cô lên cô con thôi coi được không, cô mua. Thì lúc này cô giờ nếu mà con đi, nếu mà cô thấy được là sao không, cô cứ đem tiền theo cho con được, cô đặt cọc liền. Thì lúc này cô không nói gì hết, thì cứ cô hẹn là 6 giờ dưới cô, thì cô đã đem 50 triệu lên tăng quan. Thì lúc này cô đã chọn được hai lô tăng quan. Thì nói nếu mà mình đầu tư đó, thì bây giờ như, chẳng hạn như là mình sẽ khai thác từ cái mức đầu tiên. Chẳng hạn như cô thấy là bây giờ ngày xưa là khu Bình Dương đi, là có khu Bình Dương thì nó mới hình thành phát triển, thì lúc đó đâu ai mua đâu á. À, nhưng mà lúc đó cô cũng mua được đó, thành phố mới Bình Dương cũng mấy đô. Thì lúc này là nó đã lên đỉnh điểm, nếu mà cô đầu tư ở Bình Dương là cô không có lời. Nên giờ cô là lên Bình Phước thì nó sẽ mới thôi. Những người nào đi trước thì cô sẽ có lời nhiều. Thì lúc này cô về cô quyết định, cô nói là giờ cô chưa xem tiền kiệm, cô chỉ mua được 3 lô. Cô mua 3 lô. Thì tới về tới công ty là cũng chưa chốt, tại vì mình đã có tiền rồi, mình đâu cần mà cái giỏi lắm. À về tới đây bắt đầu về tới công ty là khoảng 4 giờ thì cô có đem cho có 50 triệu rồi. Thì cô nói là bây giờ cô đặt cọc quá, mình phải khẳng định luôn, một lô là ít nhất phải 50 triệu. Là cô có đặt cọc 3 lô là 150 triệu, thì cô có 50 triệu rồi, thì mình sẽ về nhà tôi lấy 100 triệu là đặt cọc tiếp là 150 triệu. Là ba lô thì hai ngày sau nói giờ bây giờ một cái vị trí mà đắt 4 lô mà cô mua 3 lô còn 1 lô để dành làm gì, cô mua đi. Dạo trước cô quyết định mua 3 lô 4 lô luôn. Rồi, lỗ tay chân Vinh. Thì công việc của em thì rất là suôn sẻ. Nói chung là người ta nói là giàu sớm nó sẽ ngã sớm, nhưng mà do em không biết nắm bắt cơ hội của mình. Nhưng mà khi mà em cầm số tiền nhiều quá thì em nói chung không biết cách giữ là hay sao, hay là tiêu nhiều quá hay sao. Dạ không, tại vì em là bước chân vô đầu tiên là cứ bình tĩnh chia sẻ từ từ. Ok, chúng ta vỗ tay khích lệ cho chị ạ. Tôi sẽ đọc những câu em rất là ngại nói trước đám đông, tại vì lần đây là lần đầu tiên em trong đời em đứng trước đám đông. Đứng trước đám đông á các chị. Chị nói. Có người bảo vệ chưa hết chung rồi đúng không? Chị mất công chưa? Rồi để em đọc đi. Đọc đi. Chứ mà mua đất rồi xong rồi dẫn khách đi mà bán đất rồi chốt đất có hung vậy không? Nói chung là cái công việc mua bán của em là từ trước tới giờ là em đặt uy tín lên hàng đầu. Và công việc của em á thì tuy em ở đây thì em không biết, nhưng mà ở đó, ở quê em á thì cái sự ngoại giao là cái sự tin tưởng, họ biết em rồi, em chỉ có nói ra là họ mua thôi. Nếu không có chạy giá, em không có thách. Nên là cái việc mua bán của em là em nói một hai hai chứ không có để cho người ta do dự. Tại vì em mua bán cái sự uy tín của em từ giờ rồi. Thí dụ cho tôi hỏi là một lô đất chị mua 1 tỷ thì chị bán khoảng bao nhiêu? Ăn cơm tôm. Ví dụ như lô đất mà ví dụ như em nhắm cái giá thị trường của xung quanh đó, thì cái giá mình mua 1 tỷ thì có thể là mình bán lên mình lời được 50 triệu hơn một. Ví dụ như em mua 1 tỷ mốt. Ví dụ như là người ta nhắm cái dòng người ta đặt cọc, em chỉ nó giao sổ giao tiền thì em bớt người ta 20 triệu tự làm sổ. Vậy là có nghĩa là mình mua bán tuy mình lời ít, nhưng mà có nghĩa là người ta, em nói thật tại vì em mua bán, ví dụ em ban kem mua cái nhà đó 1 tỷ thì bây giờ cái sự mua bán thì buộc phải có lời.
tuy lợi ích hay là nhiều nhưng mà ta nhắm người ta thấy cái giá của mình mua ra đó thì họ đưa cho mình thôi. 1 tỷ mua xong bán lại 1 tỷ mốt là lời 10% trong vòng bao lâu? Tùy theo ví dụ như thậm chí như ví dụ như em đặt cọc 50 triệu nhưng mà em vẫn nói là em mua nhưng mà người ta tới người ta chốt thì em vẫn ấy, còn nhiều lúc em thống nhất với người ta em đặt cọc xong này người ta tới người ta nhận tiền. Đúng rồi, vậy là cọc sang cọc luôn đó các anh chị. Cọc có 50 mà lời 100 vỗ tay, đây là một người thành công đó các anh chị ạ. Dạ, chúng ta kiếm tiền từ bất động sản. Bây giờ để em đặt cọc đấy chị. Nói chung là rung quá để đặt. Cái công ty địa ốc xanh toàn cầu này thì em là mua bán thì em gia nhập trong cái nhóm bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh á, thì em lướt một cái Facebook thì em thấy có một bài thơ viết về công ty địa ốc xanh toàn cầu. Em cảm nhận được cái bài thơ này rất là hay và nói về một người lãnh đạo có tâm, có tài, có đức, làm cho tôi cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu và học hỏi để cải thiện và phát triển bản thân của mình. Vì thế tôi đã tìm đến người đăng các bài thơ nói về những điều tốt đẹp của công ty địa ốc xanh toàn cầu. Thì được anh ấy hướng dẫn cho tôi và tham gia vào lớp học khóa 5 tư duy làm giàu bất động sản. Sau đó tôi đã cảm nhận được những lời bài thơ mô tả rất đúng với những cảm nhận của em khi em được tham gia 3 buổi học online của công ty địa ốc xanh toàn cầu đã tạo cho tôi một nguồn cảm hứng và động lực thôi thúc tôi theo đuổi sự nghiệp và thành công nhất định trên con đường bất động sản. Mặc dù trong mùa Covid ai cũng về quê tránh dịch nhưng đối với em thì ngược lại không sợ Covid, từ Tây Nguyên trở vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm sự nghiệp. Mặc dù xe khách không chạy nhưng em vẫn quyết tâm tìm cho bằng được phương tiện khác để vào thành phố Hồ Chí Minh. Em đã xin theo xe đầu kéo của một người bạn chở hàng vào thành phố Hồ Chí Minh, mất 2 đêm 1 ngày mới tới được đây và em đã vào được đến công ty nộp hồ sơ để làm nhân viên. Từ đây em bắt đầu bước sang trang vở mới trong cuộc đời. Em quan tâm tìm kiếm cho mình một bứt phá thành công trên con đường bất động sản tại công ty địa ốc xanh toàn cầu. Hôm nay em xin đọc bài thơ của anh ấy mà em đã từng đọc vì nó cũng là cơ duyên của em đến với công ty địa ốc xanh toàn cầu. Cảm ơn duyên số trời ban, hôm nay tôi được hân hoan mở đầu, vinh dự tôi đến toàn cầu, môi trường phù hợp bắt đầu tương lai. Nơi đây vừa thích vừa hay, học ngay cách sống từ nay đến già. Bởi tôi đã gặp sếp Ngà, một người lãnh đạo thiệt là tài năng. Sếp tôi làm việc rất khăng, ngày nào cũng vậy chỉ tăng thêm giờ. Làm việc không có đợi chờ, ngày làm 8 tiếng ai ngờ tăng ca. Sếp tôi cũng rất hay la, nhưng mà la đúng cho ta nên người. Một người luôn biết tươi cười, mang niềm vui đến muôn người thương yêu. Nơi đây học được rất nhiều, từ điều chưa biết đến điều cao siêu. Tôi cách kiếm tiền tiêu, hai bàn tay trắng thành siêu nhà giàu. Chỉ tôi cách dẫn đầu tàu thành lập đội nhóm khơi màu thành công. Khi nghe sếp giải trình xong, trong đầu lóe sáng, trong lòng hân hoan. Từ nay kế hoạch rõ ràng, mục tiêu phấn đấu sẵn sàng tiến công. Công ty tôi biết rất đông. Ai vào đây cũng cắt công làm giàu, mỗi người chung một chuyến tàu, đồng lòng chung sức vượt rào khó khăn. Mọi việc chớ có băn khoăn, mặc dù Covid vẫn hăng say làm, chủ tịch cũng chỉ người phàm. Nhưng cô vi sợ chẳng làm được âm, công bao việc giải quyết xong, con người khiêm tốn tấm lòng thiết tha. Trái tim nhân hậu thật thà, vừa là lãnh đạo vừa là quý nhân. Chủ tịch đã giúp người dân, nhà tranh dột nát thành tâm vững bền. Mặc cho cuộc sống gió gặp gành, thuyền ra biển lớn vững bền kinh doanh. Thu nhập vẫn cứ tăng nhanh, hết mùa Covid cạnh tranh.
hết mùa Covid cạnh tranh toàn cầu, công ty không chỉ vậy đâu, xa sẽ yêu thương nơi đâu cho bằng, công ty hỗ trợ rõ ràng, nhiều quà từ thiện sẵn sàng cho đi, đoàn kết bỏ hết sân si vượt qua đại dịch, xong đi. Kế hoạch có vẻ hơi rồ, đó là hoạch định bản đồ tương lai. Công ty chẳng chịu bó tay, dịch thì cứ dịch, triển khai học hành, đào tạo đi với thực hành, mở ra khóa học để dành mai đây. Hết dịch ta lại xung vầy, cùng nhau chiến đấu đủ đầy. Nhân viên cuộc sống hãy đẹp ưu tiên, hạnh phúc sẽ đến. Thành viên toàn cầu, nhân đây tôi sẽ nguyện cầu, công ty phương tiện đứng đầu Nam Châu, ước nguyện tôi có từ lâu, thành nhà tỷ phú dẫn đầu thế gian, chủ tịch sức khỏe bình an, đầu tàu dẫn dắt nguy nan sẽ chẳng sờn. Cảm ơn địa ốc, cảm ơn công ty vững mạnh, biết ơn toàn cầu. Hay quá chị ơi, hay quá. Hôm nay em xin gửi lời cảm ơn đến giám đốc sàn Phúc Lộc Lên, chị Đặng Thị Mỹ và toàn thể các anh chị em trong sàn Phúc Lộc đã chào đón em rất nhiệt tình và vui vẻ, tạo cho em một bầu không khí ấm áp phấn khởi, một môi trường làm việc năng động, hòa đồng và nhiệt huyết. Em rất vinh dự được tham gia lớp học sáng hôm qua của chị Huyền về cách chăm sóc khách hàng, giúp em có thêm kiến thức bán hàng trong ngành bất động sản. Em xin chân thành cảm ơn chị và lãnh đạo công ty đã tạo cho em được học tập và phát triển bản thân nơi đây. Rồi, Tiến ơi, chúng ta dành cho chị một tay ạ. Em sẽ học bằng chính cái tâm của mình, đến với các học sinh bằng chính kiến thức tiếng Anh của mình. Nhưng vì trong môi trường giáo dục nó có quá nhiều cái sự cố và nhiều cái problem, nhiều cái vấn đề, cho nên em mới cảm thấy rằng là mình cần phải có một cái mong muốn lớn hơn, có một sự bứt phá hơn trong cuộc sống. Em cứ muốn được mình được thay đổi bản thân mình, được trở thành một con người sống có ích hơn, và có thể là làm được một công việc nào đó có thể giúp cho xã hội và cộng đồng không góp nhiều hơn. Và vô tình em được một người quen, một người chú giới thiệu cho em đến với công ty Địa ốc Xanh Toàn Cầu. Khi bước chân tới đây, em cũng là một người mới như bao nhiêu người khác. Em cảm thấy rất là bỡ ngỡ vì ở trong một môi trường kinh doanh, nhưng đó là điều mà em cảm nhận được, ở đây có một điều gì đó rất là tích cực và tốt đẹp. Bởi vì em biết rằng là ở đây sẽ có những người sẽ giúp đỡ em, giúp cho cuộc sống của em sẽ cần phát triển hơn, con người của em sẽ cần được thay đổi hơn. Vì ở trong môi trường cũ thì cách làm cũ nó sẽ không làm cho mình thay đổi được cái mới. Nhưng khi ở trong môi trường kinh doanh mới thì sẽ giúp cho mình được chia sẻ, được lắng nghe và được làm những điều tốt đẹp hơn thì sẽ giúp cho mình sẽ có kết quả tốt hơn. Và em cảm nhận được trong thời gian qua được chị Đặng Thị Mỹ, giám đốc sàn Phúc Lộc, chị đã luôn lắng nghe em và hiểu được cái nỗi lòng của em, cái khó khăn của em trong công việc, trong cuộc sống. Vì vậy chị đã định hướng cho em trở thành một con người sống tốt hơn và giúp cho em định hướng trở thành một con người có thể làm được những điều mà không bao giờ mình chưa từng làm được. Đó là những điều mà mình sẽ cảm thấy tốt hơn, tích cực hơn. Và em cảm nhận được sau những buổi học, sau thời gian nghỉ dịch thời gian qua, vào giữa tháng 6 em đã bước chân vào đây. Nhưng thì lúc các bạn nghỉ tới nay thì em cũng chỉ học ở nhà qua Zoom và được sếp nhà chia sẻ rất là nhiều kiến thức bổ ích. Em chưa có cảm nhận được nhiều, nhưng cứ càng học càng lắng nghe. Chỉ vì một câu nói rất là hay của sếp nhà, đó là người thành công hãy như là một đứa trẻ, hãy phô tư hồn nhiên. Điều đó khiến cho em cảm thấy quá là hay, quá rất là tâm đắc. Và những lần sếp nhà chia sẻ là đi những buổi từ thiện về rất nhiều người, về công việc, thì đó em mới hiểu được rằng, em có chia sẻ với chị Mỹ rằng đây là một công việc rất là tốt và một công việc giúp cho người khác tạo công ăn việc làm. Nếu như em đã nhận được cơ hội công việc ở đây rồi thì do mình nắm bắt hay không thôi, còn việc làm thì vẫn cứ làm. Nếu ai đó mang cho bạn đến một cơ hội, bạn không biết có làm được hay không, nhưng bạn cứ làm đi, cứ học hỏi, cứ phát triển mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn, thì mình sẽ phát triển được nhiều hơn và giúp đỡ được nhiều người hơn.
Vì công việc này nó không phải là công việc đơn thuần như một cô giáo dạy học làm có bao lương như em. Bởi vì công việc đó nó chỉ làm 8 tiếng một ngày và nó cũng chỉ ở mức lương cố định là 3 triệu thôi. Em cũng không hài lòng với mức thu nhập tài chính ít ỏi như vậy. Và trong khi mình lại là một người rất có năng lực, rất có thể làm được tốt hơn, nhiều hơn, nên em cảm thấy được làm những cái môi trường giáo dục đó nó chỉ dìu mình xuống bất cứ lúc nào. Bởi vì mình có thể là mình giỏi hơn người khác một điểm nào đó, có thể là lĩnh vực phát triển bản thân, hoặc là mình thích được nó trước đám đông, mình cảm thấy mình muốn được trở thành một con người lớn hơn, tư duy của mình được phát triển hơn. Nhưng những người xung quanh đó họ cũng là cô giáo như mình, thầy giáo đồng nghiệp của mình. Nhưng có những em mới vừa bước vào đời và có những người đã là có gia đình rồi. Và sinh viên của tôi cả nước, mùa trước là tôi dạy khoảng là 1.300 sinh viên, mùa vừa rồi là tôi dạy là khoảng là 1.000 sinh viên, và hiện nay là trường là đang có trao cho tôi chấm bài thi cho sinh viên mới vừa thi xong cái phần luận. Dạ, thì chị Lê Thị Tuyết hiện tại là học viên K5 và đang là giảng viên. Cảm ơn cô Lê vì đã cho câu hỏi. Kính thưa các chị, em tôi xin có một cái lời chia sẻ cũng như là một cái lời vinh dự. Thật sự là đến đấy địa học sinh toàn cầu, chúng ta không công việc tương tác đó anh chị. Chúng ta sẽ có cái sự nhân lên và lan tỏa từ cái tinh thần. Tư duy chúng ta mỗi người khác nhau, sự nhận thức của mọi người khác nhau, nhưng sự đón nhận và sự học hỏi đó mới là quan trọng. Thì chúng ta là tuổi già, chúng ta có nhiều cái sở trường, sở đoản khác. Xin thưa các anh chị, tôi có một kỹ năng giao tiếp rất tốt. Nếu như một cái ai đó làm một vấn đề gì đó mà các anh chị chưa có thể giao tiếp, giải quyết vấn đề, mà tôi cũng từng là cầu nói để giải quyết vấn đề. Tại sao mà họ mời tôi làm giám đốc của một trường đào tạo lái xe? Bởi vì là tôi có một cái kỹ năng là giải quyết vấn đề trong cái sự kiện mà nó vô cùng là không có được phát triển. Thì tôi có những cái lời nói, và khi tôi nói chuyện giống như tôi nói các anh chị đây, thì tự nhiên trong người tôi có một cái sự thú gì đó rất là mãnh liệt. Và nói ngắn gọn là tôi sẽ truyền đạt, khi tôi nói là người ta sẽ nghe, giống như mình vừa chia sẻ. Tôi mới vừa đến đây thì tôi gặp hôm chiều hôm đó là tôi xin Minh về sớm á, thì gặp thầy. Thầy này là vừa là một thầy tu nhưng mà làm ở kinh tế các anh chị, và nhiều lĩnh vực, làm rất nhiều cái mảng từ thiện. Thì thầy nói là được, nếu mà con giới thiệu thầy sẵn sàng gặp, và thầy sẵn sàng nói dài về cái chuyện phát triển. Và thầy kêu tôi bằng chị vì tôi là vừa thầy nãy, và thầy nói tôi rất giống chị, nên là tôi muốn mong muốn là những người nhà như chúng tôi thì có thế mạnh khác về cái kỹ năng giao tiếp và cái mối quan hệ, nhưng thưa các bạn là trẻ thì các bạn có những cái kỹ năng về công nghệ, chúng ta sẽ hợp lại với nhau các bạn để mà đẩy mạnh cái địa học sinh toàn cầu này cho cả nước cho các bạn. Và cái mong muốn của tôi đó là sẽ gắn kết cùng anh bên anh Tài, sẽ phát triển nhiều cái mảnh đất tốt, giống như cô bạn vừa giới thiệu của tôi, nó chạm được cái cánh tay mà những người có lòng, có đức, có tâm. Cho nên khi mà tôi từ thiện và tôi trao đi đó, nó chưa có đạt được cái mong muốn. Và khi tôi quá tin người đó các bạn, là tôi trao hết tài sản cho người ta và cuối cùng người ta thất bại, người ta đi. Và hiện nay á, thì bên gia đình tôi rất giàu, nhưng bản thân tôi rất là không có được như gia đình của mình. Và từ thầy nhà dạy và tôi kiên trì trong những lời nói là chúng ta đừng nói chuyện khó khăn nữa, chúng ta đừng nói chúng ta nghèo nữa, mà chúng ta nói là chúng ta chuẩn bị được ăn nắng tương lai. Và từ cái điều tầm nhìn của thầy Nguyễn Thanh Nga là cái cửa mà thầy truyền đạt về mình viết cái, và tôi đứng tại đây tôi đọc cái sổ niềm tin của các chị, tôi về một sổ luôn và tôi viết 3 trang 6 trang. Một trang là về sức khỏe và cái cơ là trang thứ hai là sự nghiệp tôi mong muốn như thế nào, trang thứ ba là tôi sẽ mong muốn trong tương lai tôi sẽ có được cái gì, cái thứ tư là các mối quan hệ tôi thiết lập như thế nào đây, và cái thứ năm là cái trạng đặt vào gì thì tôi sẽ thực hiện trong cái vật chất tôi có để tôi làm gì. Tôi đặt ra 6 mục tiêu lên trên và tôi ngồi tôi viết như thầy ngài truyền đạt. Thứ nhất, tôi cần có cơ thể khỏe mạnh, tôi cần trái tim tôi đủ đầy để mà tôi cho đi và tôi làm từ thiện.
và tôi mong muốn rằng là khi tôi có được thành công, tôi cùng với Điện Ốc Xanh Toàn Cầu và cùng với các cái sư huynh, các cái thầy ở bên ngoài để làm từ thiện thật nhiều và làm đúng được các anh chị. Thứ hai, sự nghiệp tôi chọn và tôi đưa Điện Ốc Xanh Toàn Cầu là hàng đầu. Hiện nay tôi cũng đang được mời làm vào là đào tạo cho cái hội giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi xin thưa là khi tôi đến đây tôi nói là tôi đặt toàn tâm vào em là vị trí hàng đầu. Tuyệt vời các chị. Xin lan tỏa một chút ít về cảm động của tôi, chứ còn trong cái mơ ước và cái mục tiêu của tôi khi mà gặp thầy Nguyễn Thanh Nhà đang cao lên chị, và tôi cũng không dám làm phiền thời gian nhiều. Tôi chỉ nói rằng là các anh chị ơi, chúng ta cùng cánh tay nối dài và chúng ta sẽ mạnh dạn đồng tả và thay đổi tư duy và đi đến cái việc kinh doanh bất động sản một cách đỡ có nhân nghĩa như ngày hôm nay để chúng ta đều cùng giàu có các chị nhé. Mình thì tên đó là Hà Giang Nguyên. Hà. Dạ, nickname trong Zalo của mình thì Hà Giang Nguyên. Dạ. We Google á. Dạ. Tại vì nói gì cái tên đó thì ngày xưa là dưới quê mình thì ở Đồng Tháp, một con khu miền Tây, thì là những thôn mà thì nói về nhà nước á, là thời điểm đó là cái văn hóa cũng đã là chưa có cập nhật giống như hiện tại ngày hôm nay. Đó, thì miền Tây thì họ nói chuyện thì rất là chuẩn là chuẩn sao? Quy ơi, quy gì luôn. Chứ đúng ra thì ba mẹ thì đặt tên Quy là họ là Hà Văn Quy, Quy là Quy Hoàng. Cái mình về sau này mình lớn lên mình nói ủa ba mẹ sao ba mẹ đặt con tên xấu vậy? Không, đó là thật sự á. Cái bà của mẹ nói ở đó bọn mẹ mày đi rồi lên trên đó xin xã họ ghi Quy này kêu Quy mà ra Quy luôn, đúng Quy thiệt. Nhưng mà anh em gia đình mình thì là kêu Quy đúng không? Đúng không? Không ai kêu Quy mà thôi không sao, đó là trời đã ban cho mình như vậy rồi, thôi mình nhảy thôi. Thì hôm nay là mình có ghi một cái câu chuyện là nói về cái buổi đầu tiên của mình đến với lại môi trường mới, đó là Thị Đốc Sản Phòng Cao. Thì mình xin phép chia sẻ tại sao mình đến Thị Đốc Sản Phòng Cao. Rất là tự tin các anh chị ha, chàng trai miền Tây rất là tự tin. Cảm ơn chị. Bắt đầu cuốn sổ mới, anh viết những trang đầu rồi, chúng ta nghe anh đọc nha. Trang đầu tiên, em mới đầu tư hôm qua, buổi tối luôn, đúng 8 giờ. Lời nói đầu tiên cho mình xin cảm ơn anh Nguyễn Trần Trung. Anh Nguyễn Trần Trung đó bạn. Dạ. Chúng ta vỗ tay mạnh lên các anh chị. Đã mời và là cầu nói để mình biết đến Địa Ốc Xanh Toàn Cầu và cô chú anh chị trong công ty và ngài chủ tịch tài ba tại gia đình Sàn Thành Phát. Bây giờ Sàn Thành Phát sáng nay nổi tiếng quá. Mình thì mới vào công ty và may mắn đã đưa mình tham gia buổi học của ngài chủ tịch Nguyễn Thanh Nhà. Sau buổi học đó, mình về rất hạnh phúc và vui khi đồng hành cùng Địa Ốc Xanh Toàn Cầu. Vì có một người lãnh đạo và là người thầy rất có tâm và có tầm hoạch định kế hoạch, định hướng phát triển lớn mạnh công ty vươn ra xa tầm quốc tế. Khi nói đến để tắt nền, ai ai cũng biết và cũng hiểu rõ Địa Ốc Xanh Toàn Cầu là số 2 thì không công ty nào là số 1. Nói cả thị trường Đông Nam Á này. Huy thấy các năng lượng và nhiệt huyết đang chảy trong người, trong tất cả anh chị em của công ty của mình. Đó là động lực để Huy chọn Địa Ốc Xanh Toàn Cầu để Huy học hỏi và phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Đặc biệt, với tấm lòng bác ái thương người, giúp đỡ cho đời và xã hội như thầy Nguyễn Thanh Nhà, Huy thấy đây là cơ hội để Huy cọ sát và phát triển bản thân, để thay đổi tư duy và lối sống giàu có để giúp cho gia đình và có ích cho xã hội. Huy tin chắc mọi người trong hội trường này đều đồng ý và suy nghĩ giống Huy. Được làm việc với một môi trường chuyên nghiệp và nâng cấp giáo dục cho bản thân phát triển theo từng ngày như thế này thì không ai từ chối làm việc và đầu tư với một người đứng đầu công ty tuyệt vời như thầy Nguyễn Thanh Nhà. Huy tin mình sẽ đạt được thành công cùng mọi người với sự dẫn dắt của ngài chủ tịch và vị giảng viên Lê Nguyễn.
với con chăm lo, an tâm đầu tư, an cư lý tưởng. Sau 3 ngày Huy đúc kết được đúng ra là 7 câu, nhưng mà buổi sáng này lên nhờ chị Lê Quyền là có gợi ý thêm một, thì Huy sẽ thêm là 1 câu là 8 câu Huy đúc kết trong cái tại sao Huy đến với lại Địa Đốc Sản Toàn Cầu. Một, học được bài lòng biết ơn. Hai, học cách chăm sóc cho cây phước đức của bản thân. Ba, được báo hiếu cho gia đình và có ích cho xã hội khi đạt được thành công. Bốn, học và phát triển bản thân. Năm, được cọ sát môi trường người giàu có. Sáu, được có cơ hội thành lập công ty riêng dưới sự hợp tác của Địa Ốc Sắt Toàn Cầu. Bảy, học được học phát triển hội nhóm và định hướng cho giới trẻ khi khởi nghiệp. Một câu cuối cùng đó là Địa Ốc Sắt Toàn Cầu sản phẩm rõ ràng về tâm lý, Huy rất tâm đắc về công ty mình.